Kính thưa quý vị khán thính giả, lời đầu tiên xin cho Theresa được thay mặt văn phòng bảo hiểm BSB. Chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ văn phòng BSB trong hơn 20 năm vừa qua. Nhờ vậy mà văn phòng bảo hiểm BSB ngày càng lớn mạnh và phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đem đến cho quý khách hàng những chương trình và dịch vụ ngày càng hữu ích hơn. Và hôm nay, Theresa rất là vui mừng được gặp lại chú Lê Văn Nam, là một vị khách mời đặc biệt của văn phòng bảo hiểm BSB. Với những kiến thức sâu rộng của mình, những hiểu biết sâu rộng của mình về cái bảo hiểm Medicare, chú Nam sẽ lần lượt trình bày chi tiết về chương trình này. Xin kính mời chú Nam gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của đài. Chào cô Theresa, xin chào quý anh chị trong đài. Xin kính chào quý khán thính giả của đài. Tôi tên là Lê Văn Nam. Hôm nay lại được hân hạnh trở lại thư chuyện cùng quý vị về chương trình Medicare. Xin mời cô Theresa. Dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, như trong hai chương trình vừa rồi thì chú Nam đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là chương trình Medicare luôn có sự thay đổi hàng năm. Chính vì vậy mà văn phòng bảo hiểm BSB đã thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện trên đài, trên radio, trên TV nhằm mục đích là để giải thích chi tiết về chương trình Medicare, cập nhật và loan báo những thay đổi của chương trình Medicare cũng như là giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi đến với văn phòng bảo hiểm BSB. Hơn thế nữa, khi đến với văn phòng bảo hiểm BSB, quý khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ quý vị tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh vào chương trình Medicare thích hợp cho mình. Văn phòng bảo hiểm BSB với rất nhiều nhân viên bảo hiểm giỏi về Medicare sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ quý vị khi đến với văn phòng là hoàn toàn miễn phí và quý vị không phải trả một cái tốn phí nào hết. Văn phòng bảo hiểm BSB tọa lạc trong khu Land Plaza ở góc đường Kinh và Thu Lì, góc đường Kinh và Thu Lì, số điện thoại là 408-528-1528, 408-528-1528. Và bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa thì xin kính mời chú Nam bắt đầu vào buổi nói chuyện ngày hôm nay ạ. Thưa quý khán thính giả, Medicare tại sao mà như cô Theresa vừa nói đó, chúng ta phải chọn lựa, mỗi năm phải chọn lựa và thay đổi. Tại vì như quý vị cũng biết đó, Medicare, cái căn bản của Medicare là cái phần mà Part A, Part B mà quý vị có, cái thẻ mà xanh trắng đỏ đó, là cái phần đó là cái quyền lợi y tế của mình. Khi mà chúng ta đi làm ở bên nước Mỹ này đủ 40 qua tờ thì chúng ta có cái quyền lợi về Medicare. Thì phần A và phần B, tức là Part A, Part B, cái quyền lợi họ cho chúng ta chỉ có những cái benefit, tức là quyền lợi tối thiểu mà thôi. Thí dụ như Part A đó, là cái phần A là nó cover bệnh viện nhưng mà không cover hết 100%. Chúng ta phải trả cái tiền deductible, sau đó là nằm thì phải trả copay. Rồi cái Part B là những cái dịch vụ y tế khác, thí dụ như bác sĩ thì trung bình là khoảng 80-20%, và cái 20% là không có giới hạn. Thành ra đó, chúng ta phải chọn lựa thêm một cái chương trình Medicare khác để mà hỗ trợ cho chúng ta chi trả những gì mà Medicare Part A và Part B nó không chi trả. Thì lý do đó mà chúng ta phải đi đến cái sự mà lựa chọn. Chứ nếu mà không có một cái sự tiếp sức, tức là bổ sung thêm á, thì có lẽ là khi mà đã nói là không có giới hạn, cái biên lai bệnh viện bên này thường thường là 3 số, 4 số, 5 số là rất là dễ dàng. 500-700 ngàn nó lên rất là dễ dàng, mà 20% rất là nặng. Thành ra chúng ta phải chọn lựa. Mà khi mà đã nói chọn lựa mà chúng ta chọn lựa không đúng á, nó đi đến cái vấn đề thứ nhất là có thể là nó nói thẳng là vấn đề không đúng là tốn kém hơn những cái người mà chọn lựa đúng. Có thể chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền trong một năm. Đó là cái sự chọn lựa. Còn cái sự tham gia như tôi vừa trình bày hồi nãy, cái Medicare là cái quyền lợi, nhưng mà chúng ta không có biết cái thời gian để mà ghi danh. Đến cái lúc mà chúng ta được cái quyền lợi đó, chúng ta không nhận, thì sau này mà nhận thì có thể là nó phạt chúng ta vì cái tội mà tham gia trễ. Cái sự mà kỳ cục ở đây là cái quyền lợi của mình, nhưng mà mình không nhận thì lại bị phạt. Thành ra xin lưu ý quý vị là chọn lựa để mà có chương trình Medicare là một chuyện, nhưng phải chọn lựa cho đúng, để cho hợp, thích hợp với mình, và tiết kiệm được rất là nhiều tiền trong mỗi năm.
Dạ thưa chú, mình nghe đến những cái bill mà 4 số với 5 số hả chú ha. Rồi mình nghe đến những cái chuyện mà nếu mà quyền lợi mà không nhận cũng bị phạt nữa, thì mình sẽ bắt đầu mình thấy là mình phải tìm hiểu rồi đó. Mình phải bỏ thời gian để mình tìm hiểu rồi đó. Vậy thì chú có thể cho con được một cái câu hỏi đầu tiên, đó là chú có thể cho một vài cái thí dụ về những cái trường hợp mà mình chọn lựa cái chương trình mà nó không có đúng không chú? Cái chọn lựa mà không đúng đó, nó có nhiều cái thí dụ lắm. Thí dụ như các cái mà vấn đề mà tốn kém nhất trong cái Medicare là cái thuốc. Ở bên Mỹ này cái thuốc nó rất là mắc. Thì cái chọn lựa mà không đúng cái chương trình thuốc là một cái chọn lựa nó đưa đến cho cái việc ảnh hưởng đến cái vấn đề tài chính rất là nhiều. Mà khi mà chọn lựa đúng rồi đó, một cái sai lầm nữa đó mà trên Medicare họ cũng khuyên quý vị đó, là nên tìm hiểu mỗi năm, chứ không phải chọn được cái chương trình rồi cứ giữ nó hoài. Thành cái chuyện mà cứ để nó tự động renew, nó gọi là autopilot đó, thì là cái đó cũng là một cái chọn lựa không đúng. Thành ra chúng ta hãy nên tìm hiểu mỗi năm trong cái giai đoạn mà người ta cho mình cái quyền để mà thay đổi, để lựa chọn, để mà có một cái chương trình nó đúng với mình, nó thích hợp với mình. Thành ra nếu mà không có lựa chọn mà cứ để nó tự động nó renew, tự động nó tiếp tục cho mình cái chương trình cũ đó, đôi khi nó không đúng. Tại vì cái Medicare nó thay đổi hàng năm, mỗi năm nó có nhiều thay đổi rất là nhiều. Dạ thưa chú, như vậy thì để mà tiếp tục á, là chú cho con hỏi thêm một câu nữa là như vậy nếu mà hai vợ chồng, hai cô chú cùng chọn lựa chung một cái chương trình Medicare như vậy thì nó có phải là trường hợp tốt nhất không chú? Thưa quý khán giả, nếu mà thường á, thì mình nghĩ rằng thôi hai vợ chồng, hai người có Medicare thôi, chọn một cái chương trình đi cho nó tiện cái việc sổ sách, giấy tờ này nó cũng dễ nữa. Nhưng mà như cô Teresa hỏi đó, nếu mà hai vợ chồng mà chọn một cái chương trình Medicare đó, thường là không nên, nó không đúng. Cái đó cũng là một cái tránh, cái đó cũng là một cái mà cơ quan Medicare họ nói đó là một cái mistake, tức là một cái sai lầm. Cái lý do là tại sao? Tại vì đó, hai vợ chồng chưa chắc hai người cùng một bệnh. Nếu mà hai người cùng một bệnh, cùng một cái tình trạng sức khỏe như nhau thì chọn một cái chương trình rất là thích hợp. Nhưng mà thường thì hai người ít khi nào mà thuận vợ thuận chồng đến độ mà cùng một cái bệnh giống nhau lắm. Một người, bây giờ cụ thể đi, một người bệnh tim, một người bệnh gan, thì hai cái bệnh nó không thể nào uống chung một thứ thuốc được. Thành ra đó, nếu mà như câu hỏi á, hai vợ chồng có nên lựa chọn chung một cái chương trình Medicare hay không á, thì không nên. Nếu mà hai người cùng một cái bệnh, cùng một cái tình trạng sức khỏe thì chọn chung một cái chương trình thì được. Còn nếu không á, hai cái bệnh khác nhau thì nên tìm hiểu xem là cái bệnh nào hợp với lại một cái chương trình nào. Tại mỗi chương trình nó có một cái danh sách thuốc khác nhau. Thành ra không có thể nào mà chúng ta chọn hai người mà nhập chung vào một cái chương trình được. Thành ra câu trả lời là không nên chọn chung cho một chương trình dù là hai vợ chồng. Thì chú cũng nói là mình hai vợ chồng mình không nên chọn chung một chương trình nếu như mà mình không có giống nhau tới độ là cùng giống nhau về cái bệnh, đúng không chú? Vậy thì nếu mà có cô chú tới mà nếu mà mình muốn chọn một cái chương trình mà với cái premium nó rẻ nhất hay là zero premium đó chú, thì cái đó có phải là một cái chọn lựa tiết kiệm nhất cho cô chú đó không ạ? Như quý vị đã biết á, chương trình Medicare nguyên thủy á, thì chúng ta có cái Part A, Part B, thì cái premium, cái Part B là bên Federal nó lấy, là cái chuyện đó đương nhiên chúng ta không có chọn lựa được rồi. Nhưng mà có những cái chương trình bổ sung, có những chương trình Medicare cao cấp, tức là Medicare Advantage hay là Medicare Supplement, chúng ta có sự chọn lựa. Trước hết á, người mình hay chọn lựa cái nào nó rẻ, tức là coi cái premium xem là cái hãng này nó bao nhiêu, rồi cái hãng kia nó bao nhiêu. Có nhiều hãng nó thường quảng cáo là nó không có lấy premium nữa, tức gọi là zero premium. Nhưng mà khi mà nói đến cái sự tốn phí hay là cái chi phí cho cái bệnh của mình, thành ra chúng ta phải xét rằng cái về premium nó không phải là một cái yếu tố duy nhất, mà trong đó nó còn những cái yếu tố khác. Thí dụ như là một cái chương trình nó có cái tiền deductible nó có hay không, nó cao hay thấp. Tuy rằng cái deductible là Federal họ đã định một cái con số tối đa rồi, nhưng mà mỗi hãng nó dựa trên đó và nó định. Có hãng thì nó cho zero deductible, có hãng thì là nó dựa theo cái con số của nó. Thành ra chúng ta không nên xét
trên cái vấn đề premium hay không, mà chúng ta phải xét thêm là nó còn những cái copay, những cái tiền deductible, rồi những cái thuốc nó có cover hay không. Mà khi mà xét như vậy á, để mà coi cái số tiền mà chúng ta phải chi trả trong năm nó bao nhiêu, cái tiền premium là một chuyện, nhưng mà nó không phải là một yếu tố duy nhất. Mà thưa quý khán thính giả, nếu mà chọn như vậy đó thì cũng không có phải là dễ đâu. Nó có nhiều cái chương trình lắm, nhiều khi nó quảng cáo đủ thứ quyền lợi hết. Nhưng mà khi mà vào đó, coi lại cái thuốc mình dùng, nếu mà mỗi tháng mình dùng như vậy, trong năm nó như bao nhiêu, rồi đi bác sĩ thì phải trả bao nhiêu, chúng ta phải xét đến cái việc đó nữa. Thí dụ như tôi có một cái người quen, họ mới nhập viện, mà khi hồi đó đó họ trả cái tiền là zero premium, nhưng mà khi vào đó rồi đó mới thấy là cái tiền deductible và cái tiền copay trả nó nặng hơn. Thế nên khi mà bị bệnh như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái zero premium nó không phải là một cái lựa chọn mà rẻ nhất cho mình. Thành ra muốn chọn cái đó thì một lần nữa cũng lại nhắc quý vị là cứ nên tìm mấy cô mấy cậu ở trong PSP, nhân viên về Medicare rất là giỏi, có thể giúp quý vị tìm ra một cái chương trình mà thích hợp nhất. Chưa chắc zero premium nó đã là thích hợp. Dạ, mình còn phải coi trên cái tình trạng sức khỏe của mình, rồi cái nhu cầu của mình như thế nào trong năm nữa không chứ. Đúng rồi. Chính vì vậy mà mình cũng phải tìm hiểu để mà mình lựa chọn, rồi mình mới đi ghi danh lại mỗi năm nữa chú ha. Mỗi năm là mỗi phải thay đổi và mỗi phải lựa chọn. Dạ. Và hồi nãy đó thì Teresa cũng nghe chú Nam có nhắc lại đến cái chuyện là cái Medicare là quyền lợi cho mình, nhưng mà đồng thời đó, nếu mà đúng cái thời điểm của mình rồi nhưng mà mình không có đi tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh vào cái chương trình Medicare đó chú, thì mình sẽ bị phạt. Thì chú có thể nói rõ hơn về cái chuyện phạt này là như thế nào và là phạt là làm sao không chú? Cái Medicare là cái quyền lợi về chăm sóc sức khỏe của mình do Federal họ cấp. Mà khi họ cấp, tức là khi mà quý vị đến cái thời kỳ mà nhận được cái quyền lợi Medicare thì chắc chắn họ sẽ gửi cho chúng ta những cái tài liệu và những cái hồ sơ về Medicare để chúng ta tham gia ghi danh. Cái bạc A đó là chúng ta đương nhiên là có. Được, khi họ gửi về cái bạc A đó là họ cũng nhắc chúng ta là quý vị có cái quyền lợi về cái bạc B nữa, có tham gia hay không. Cái lý do họ hỏi như vậy là đôi khi á, quý vị nào còn đi làm hoặc là có những cái bảo hiểm khác nữa thì đôi khi những quý vị đó lại không cần cái bạc B nữa. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta không có cái bảo hiểm nào khác mà chúng ta không nhận cái bạc B thì cũng không sao hết, mình đi thì mình tự trả tiền túi mà. Nhưng mà khi mà chúng ta cần để mà tham gia cái bạc B á, thì họ tính trễ ngày nào họ phạt ngày đó. Mà cái phạt của Park B á, nó trung bình là khoảng 10%. Thí dụ như là năm nay là cái Park B là 130 mấy đồng, tôi không nhớ con số chính xác. Nếu mà quý vị trễ một năm là 10%, tức là thêm khoảng 13-14 đồng nữa, thì người ta trả 130 mấy đồng, quý vị phải trả 105 mấy đồng. Mà cái phạt đó không phải một lần, mà họ phạt suốt đời. Tức là suốt đời phải trả 105 mấy, thay vì mình trả có 130 mấy thôi. Còn cái Park B cũng vậy, cái Park B họ cũng phạt. Khi chúng ta không có tham gia cái bạc đi thì thôi, tức là đi mua thuốc, cứ bỏ tiền túi trả, không có ai cover hết thì không sao. Đến một ngày nào đó chúng ta nói, ồ bây giờ cần cái bạc đi, tôi ghi danh bạc đi, họ nói được. Trễ bao nhiêu lâu, họ tính ra họ phạt. Thì cái tiền phạt nó cũng gần giống như cái bạc đi, tức là khoảng gần 10%. Và cái phạt đó cũng là phạt suốt đời, chứ không phải là nó phạt một lần. Thành ra cũng xin lưu ý quý vị là nếu quý vị đang có cái bảo hiểm sức khỏe nào khác thì thôi. Còn nếu mà vào cái tuổi, vào đến lúc mà cái quyền lợi Medicare nó đến với mình không có nhận mà nhận trễ sau này thì nó sẽ phạt. Thì xin lưu ý quý vị, cái đó là cái rất là kỳ cục. Quyền lợi của mình cho mình không nhận thì thôi, chứ mà sau này nhận nó lại phạt. Mà phạt là đi phạt suốt đời chứ không phải là một năm đó rồi năm sau lại được tìm hiểu rồi lựa chọn rồi ghi danh là được giảm, không có phải không chú? Phạt suốt đời luôn. Thì bởi vì chính vì những cái như vậy đó, quyền lợi nó đi, người ta nói quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, nhưng mà này là quyền lợi đi đôi với lại là phạt nữa, mà mình không nhận cái quyền lợi đó đúng với cái thời điểm của mình. Vì vậy là nên kính mong quý vị khán thính giả mình lưu ý cái quý vị cô chú, khi mà mình đến cái thời điểm mà mình được nhận cái quyền lợi Medicare thì mình nên bỏ thời gian để mình tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh.
Và lúc nãy thì lúc mà nói cái chuyện mà về tiền phạt đó chú Nam, thì chú Nam có nhắc đến cái premium của bạc B với bạc D đó. Thì không biết là cái phần premium đó thì với những người mà có lợi tức cao thì mình có phải trả cao hơn không chú? Thưa quý khán thính giả, cái lợi tức, xin lỗi quý vị, cái tiền premium á, hồi nãy tôi nói con số mà 130 là cái đó là cái căn bản cho cái người lợi tức thấp thôi. Nhưng mà trước khi vô cái chi tiết mà cái tiền premium nó khác nhau như thế nào thì tôi cũng xin trở lại cái hồi nãy là cái bạc bi đó. Cái bạc bi là họ sẽ gửi cho chúng ta có nhiều cách trả lắm. Chúng ta trả thí dụ như thường thì người ta hay chọn là trừ thẳng vào cái tiền social của mình. Còn không đó là có cách nữa là họ lấy trực tiếp trừ trong ngân hàng của mình. Cái cách thứ ba nữa là gửi bill live về cho mình. Mỗi lần như vậy mình trả. Thì nếu quý vị nào mà chọn cái cách mà họ gửi bill live về cho mình á, thì lưu ý nó có cái thời hạn ấn định, tức là quý vị phải trả cho đúng thời hạn. Chứ nếu mà trễ đó, hình như là 20 mấy ngày, 25 ngày trễ đó, thì họ sẽ cắt cái bạc bi của mình thì cũng mệt lắm. Thì đó là cái vấn đề mà cái tiền premium bạc bi. Bây giờ trở lại câu hỏi, cái bạc bi á, nó theo cái lợi tức của mỗi người chứ không phải là như 130 mấy đồng hồi nãy tôi có nói. Thì cái con số đó cái bạc bi và cái bạc đi cũng vậy, tức là cái phần mua thuốc đó, 134 đồng là cái giá mà cho 2017. Nhưng mà đó, khi 2018 mà quý vị nào mà mới có Medicare mà vào tham gia sang năm á, thì cái bạc bi chắc là nó cũng khác chứ không phải 134 đồng nữa. Nó mỗi năm nó mới tăng như vậy. Và nếu đó là cái người nào mà có lợi tức dưới 85.000 một năm là 134 đồng tiền premium cho bạc bi. Còn trên 85.000 mà cho tới 107.000 á là nó cộng thêm 53.50 đồng nữa, tức là 187.50 đồng cái premium cho các bạc bi. Rồi trên 107.000 cho đến 160.000 á là cái tiền premium nó là 267 đồng. Và trên đó thì nó lên đến 428 đồng. Tức là quý vị nào mà tiền cái lợi tức mà trên 214.000 nữa là phải trả 428 đồng một tháng cho cái bạc bi. Còn cái bạc đi đó thì cái giá bạc đi là cái giá mà tùy theo quý vị chọn cái plan, nó không có nhất định giống nhau. Cái giá của bạc đi là nó có từ 20-30 đồng cho lên đến 70-80 đồng, 100 đồng cũng có nữa. Đó là cái giá căn bản của cái bạc đi. Còn nếu mà quý vị lợi tức mà có cao hơn á, nó cũng dựa như hồi nãy đó, tức là trên 85.000 quý vị trả thêm 13 đồng, và trên 160.000 là trả thêm 34 đồng. Và nếu mà trên 214.000 tiền lương mỗi năm đó, là quý vị phải trả thêm 76 đồng cộng với lại cái premium căn bản một cái plan quý vị đã chọn. Thì cái đó là cái tiền lệ phí của cái premium cho cái bạc bi. Mà tôi tính đây là cái bảng nó tính là 2017, thành ra 2018 có thể nó chắc chắn là nó cao hơn rồi. Dạ kính thưa quý vị khán thính giả, Teresa biết là chú Nam vẫn còn nhiều cái thông tin muốn chia sẻ đến quý vị, nhưng mà chắc là mình phải hẹn đến cái chương trình kế tiếp. Còn bây giờ thì trong cái thời lượng mà 15 đến 20 phút của chương trình đó thì chú Nam sẽ không thể nào mà trình bày hết đến quý vị khán thính giả về Medicare được. Thì nếu quý vị khán thính giả mình còn câu hỏi nào liên quan cho từng cái trường hợp của mình thì quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng bảo hiểm BSB số 408-528-1528, hoặc là quý vị đến trực tiếp văn phòng trong khu La Plaza ở góc đường King và Thu Lì. Ở đây thì văn phòng bảo hiểm BSB có rất nhiều nhân viên bảo hiểm giỏi về Medicare sẵn sàng giúp đỡ quý vị tìm hiểu, ghi danh cũng tìm hiểu hoặc là lựa chọn và ghi danh riêng cho từng quý vị mà quý vị không phải trả một cái tốn phí nào hết. Và chú Nam có còn muốn nhắn gửi gì đến quý vị khán thính giả đang xem đài không ạ? Chắc thôi để lần sau mình nói tiếp đi. Dạ lần này trời thì cũng nóng mà mình nói cũng hơi nhiều rồi chú ha. Dạ kính thưa quý vị khán thính giả, thì trước khi chào tạm biệt quý vị khán thính giả, xin cho Teresa được nhắc lại là chương trình Medicare thì luôn có sự thay đổi hàng năm. Và luật ấn định một cái khoảng thời gian nhất định cho việc ghi danh là từ tháng 10 ngày 15 đến tháng 12 ngày 7, chứ không phải muốn ghi danh lúc nào cũng được. Và nên quý vị nên bỏ thời gian để tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh chương trình thích hợp cho mình. Việc lựa chọn và ghi danh vào một chương trình Medicare thích hợp sẽ giúp quý vị tiết kiệm được hàng ngàn đô la mỗi năm. Và trong nhiều năm qua thì văn phòng bảo hiểm BSB đã giúp hàng ngàn quý vị cao niên ghi danh vào chương trình Medicare thích hợp cho mình. Xin quý vị nếu còn thắc mắc gì có thể gọi đến văn phòng bảo hiểm BSB ở số 408-528-1528.
128 hoặc đến trực tiếp văn phòng trong khu Lion Plaza, góc đường King và Tô Lì. Xin kính chào quý vị khán thính giả, xin cảm ơn quý đài và xin kính chào chú Lê Văn Nam. Chào cô Teresa, xin chào quý anh chị trong đài, xin kính chào quý khán thính giả của đài.